Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau miền Bắc thì chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng tới miền Trung, gây mưa và làm giảm nhiệt. Cụ thể từ tối nay cho đến sáng mai thì mưa dông sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Hà Tĩnh xuống đến Thừa Thiên Huế trong chiều và đêm nay. Sang ngày mai thì vùng mưa sẽ dịch chuyển xuống khu vực từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi. Cục bộ có mưa to với lượng mưa là từ 40 cho đến 50mm kèm theo dông. Cùng với mưa, nhiệt độ cũng giảm khiến cho trời lạnh hơn. Các thành phố như là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế, mức nhiệt sẽ không quá 25 độ C. Lui xuống phía Nam qua đèo Hải Vân, các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, nhiệt độ phổ biến là từ 26 cho đến 29 độ C. Riêng Phan Thiết sẽ vào khoảng là 31 độ C. Trái lại, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo. Tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, mức nhiệt là từ 27 cho đến 30 độ C. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay các nơi khác của Nam Bộ, nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn, phổ biến trong khoảng là từ 31 cho đến 33 độ C, cảm thấy nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Trong khi đó, miền Bắc thì rét sẽ lui dần về đêm và sáng, ban ngày sẽ có khoảng hửng nắng. Dự báo nhiệt độ trưa chiều mai tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ phổ biến trong khoảng là từ 25 cho đến 26 độ C. Riêng Điện Biên Phủ có thể lên tới là 29 độ C. Trên biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa và phía tây của huyện đảo Trường Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng quanh huyện đảo Trường Sa còn có mưa dông đề phòng với lốc xoáy nguy hiểm. Và có bản tin là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.